iPhone mùa thứ 6 chính thức quay trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, Apple Junior, với hai người dẫn rất cá tính, Thảo Tâm và Khánh Vy. Welcome to another episode of IELTS Face Off Season 6 Junior. Lần đầu tiên chương trình mang đến trường quay một dàn những khách mời nhí tài năng với những cá tính siêu hay ho, siêu ấn tượng. Các bạn sẽ đến và chia sẻ về cách mình rèn luyện những kỹ năng mềm cùng với những câu chuyện gia đình đầy thú vị. Is it a nickname or? So, my dad, before I was born, he read a book called Teppy. My dad wants me to be strong, so he gave me this name. I think it fits fine. So, when did you get this cap? And what was this cap about? I don't know. A lot of the time, people will be really happy. But I have to say that I want to never fit them. So, I think this is me getting rid of all the feelings I have. Okay, I give up for the later part. Axis versus allies. Yes, axis versus allies. Okay. My main concern for the near future is COVID-19. Our life can be much, much better. That's right, we all have English standards and I believe we all can do it. Thank you so much for watching. Welcome to the Young Guns, chính là thông điệp chính của mùa 6 này. Đón xem iPhone mùa 6 Junior Edition vào lúc 21 giờ thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VTV7 và 22 giờ cùng ngày trên kênh YouTube của chương trình. Tập đầu tiên lên sóng chính thức vào ngày 21 tháng 10 tới đây.